Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên là cho phép Quân Khám Phá Vlog xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người đang xem trên kênh. Mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an tâm, thân lạc và thành công hơn cho cuộc sống. Tiếp tục những video khám phá các căn nhà hoang. Hiện tại Quân đang có mặt tại một cái căn nhà hoang. Ở đây mình nghĩ là bỏ hoang cũng khá lâu rồi và cũng vẫn còn khá là chắc chắn. Mình đang có mặt tại khu vườn rồi. Thì bây giờ Quân sẽ cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá căn nhà hoang này. Đây là một cái ao. Cái ao của căn nhà hoang đây. Trước nhà đây, đây căn nhà hoang đây mọi người. Đó, trước nhà luôn. Và bên ngoài này là một cánh đồng. Và phía bên kia là đường quốc lộ luôn. Nhà cũng gần đường quốc lộ luôn. Nhưng mà ngôi nhà lại không ngoảnh ra đường quốc lộ mà lại ngoảnh vào trong. Đây, bây giờ mình sẽ cùng mọi người sẽ cùng với Quân sẽ đi vào bên trong căn nhà hoang này. Nhìn thấy rằng là nó cũng khá là ma mị, bởi vì là nó rất là tùm, rất là ghê sợ. Ơi, đây đây đây, mọi người nhìn thấy không? Ở đây này, nó là một cái gì đây? Có thể là một cái nhà tắm. Đó, một cái nhà tắm mọi người nhé. Nhìn thấy ngôi nhà là rất là nhiều cái đặc biệt ở đây. Hơi ghê rợn mọi người nha. Đây đúng là một cái nhà tắm. Chính xác là như vậy. Ui dồi ôi, nó tùm thế này. Quá ghê luôn. Ôi nhà tắm luôn. Trong này cũng không còn gì nữa rồi. Hệ thống máy bơm các thứ là hư hết rồi mọi người. Đây có một cái giếng này. Thực sự là những cái giếng mà nhà hoang chúng ta không sử dụng tới ấy, thì chúng ta nên chia lại mọi người. Đây, cũng cái giếng này nhá. Cái giếng này rất là nguy hiểm. Ví dụ đêm hôm mà không may có người thì đi vào đây là rất nguy hiểm. Cho nên là khi mà chúng ta không sử dụng giếng thì chúng ta chúng ta sẽ chia nó lại. Đó mọi người, giếng này. Giếng này rất là sâu luôn mọi người nhé. Quân nước. Đó. Chúng ta có thể chia nó lại là được. Làm cái máy chia chia lại. Ở đây có một cái bàn thờ nữa này. Ở vị trí đường kia. Thực sự là rất là rộng luôn. Mình phải đi đường này thì mình mới khả năng vào cái ngôi nhà này. Nó rộng rạp lắm mọi người. Thì những cái ngôi nhà hoang mà nó bỏ hoang lâu năm ấy, thì nó rất là rộng rạp luôn. Đây đây, giờ vào bên trong luôn. Ngôi nhà cũng khá là thiết kế cũng khá khang trang nhá. Đất khá là rộng luôn. Ok ok. Đây bên kia là cái căn nhà phụ kìa. Ở đây là cái căn nhà phụ này, còn đây là cái căn nhà chính này. Đấy thì bây giờ mình cứ từ từ mình sẽ quay cho mọi người xem. Không biết có ai trong này không. Ở đây thì vẫn có bàn thờ mọi người nhé. Đấy, bàn thờ, thờ ngoài trời. Đó đó, mọi người thấy không? Nhìn thấy bên ngoài rằng là ngôi nhà này bỏ hoang khá là lâu rồi. Mọi thứ là mình thấy là lâu lắm rồi mọi người. Rêu thì mọc lên, cửa thì phá nát hết. Mình sẽ cùng mọi người đi từ các cái căn nhà phụ trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến căn nhà chính sau để hỏi xem coi bên trong này có ai không. Có ai trong căn nhà hoang này không? Xin chào. Xin chào, xin chào. Như vậy là không có ai hết. Mình tự vào. Đây mọi người thấy không? Cửa thì vẫn rất là ngon. Rêu nó mọc rồi. Cảm giác ghê lắm. Đây là những căn nhà phụ nha, mình sẽ vào nhà phụ trước.
Nhà này thiết kế hệ thống rất là có quy mô mọi người nhé. Mọi người xem đường thông ra đây luôn, rất quy mô luôn. Kia là cái gì cơ, sâu sâu ghê thế nhỉ. Để xem cái này là cái gì đây. Ui dồi, mọi người nhìn thấy không, nhà nì ở đây có một cái giếng nữa này. Ở đây là cái gì đây, là một cái bể nước hả, có đó, có một cái giếng rất sâu ở đây nữa. Mọi người nhìn thấy này, cho mọi người nhìn thấy luôn đó, rất là sâu luôn. Như vậy là chúng ta mà đào giếng thế này, chúng ta mà không không sử dụng đến hoặc là di chuyển đến một nơi khác thì chúng ta cũng nên chia lại, hãy làm một tấm bê tông chia lại chắc ăn. Nhà có hai cái giếng luôn đó, gian phụ mọi người, bên kia một giếng và bên này có một cái giếng nữa, là nhà có hai cái giếng. Như vậy thì quan niệm thì người ta không có lấp giếng mà người ta chỉ chia lại. Đó, quan niệm dân gian. Bên trong này cái gian phụ này thì phá vỡ hết rồi, tan nát không còn nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong xem thế nào. Vẫn còn sót các cái áo ấy, áo chủ nhà mặc không dùng tới. Đây là cái gì đây? Đây là một cái, cũng là một cái bể nước. Nhà này thiết kế rất là hay, nhưng mà có một cái điều đặc biệt, cái vị trí thiết kế của cái giếng kia cũng khá là sợ đấy, mấy chó mèo nó chạy trong đó là nguy hiểm đấy, cho nên là thiết kế như vậy mình thấy không ưng. Và đối diện bên đây cũng có một cái giếng nữa đấy. Bây giờ mình sẽ vào bên trong luôn. Cửa này, nhìn thấy cửa này thì cũng chắc không dùng được nữa đâu, nó hỏng quá nhiều rồi. Bây giờ vào bên trong luôn. Ôi trời ơi, bên trong ngôi nhà nhá, khá còn là chắc chắn đấy mọi người. Đó mọi người nhá, rất chắc chắn, nhà gần ngay bờ đường luôn. Ở đây thì có bàn thờ, có bàn thờ đang còn nguyên vẹn. Như vậy là ở đây người ta ở lâu năm, tại sao người ta lại chuyển đi không biết. Đó, nhà bờ đường luôn. Ôi nhà hoàng có rất nhiều các cái loại này. Tan hoang hết rồi. Đây, những cái bức ảnh. Đó, bàn thờ mọi người. Để rất là cao luôn. Đây là gian buồng. Ôi dồi, chiếu này, chăn này. Nhìn chung thì cái ngôi nhà này thì cũng khá là nguyên vẹn. Đấy, bỏ hoang như vậy là cũng rất là lãng phí mọi người nhé. Đó. Cửa phá vỡ hết rồi. Đó, rất là rộng luôn.
Đây, nhìn ra đây nữa. Ở bên ngoài kia thì đó là cái căn nhà phụ. Các cái đồ dùng trong nhà này thì người ta đã lấy đi hết rồi, không còn gì hết. Cái điểm nhấn ở đây là nhà có hai cái giếng nhưng mà không chia lại. Mình thấy rất là nguy hiểm luôn. Tường rất là chắc chắn luôn. Có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân. Xin chào tất cả mọi người trong những video tiếp theo.